Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm thân tình bình đẳng gia phẩm tư nhân phàm hồi thân chúng tôi nghe như vậy một thơ non. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xa cùng với đại thân chúng tỳ kheo mòn vãng hai ngàn vị đã chứng thần thông con giả kiều đẳng nhân tôn giả xa lời phân tôn giả đại mộng kiền liên tôn giả ca diếp tôn giả nan vân vân là những bậc thượng thú lại có các ngài phổ hiền bồ tát văn thù trở lời bồ tát di lăng bồ tát và tất cả bồ tát trong hiền kim đến tập hồi phẩm thứ hai đến quân vô hiền lại có 16 vị bồ tát tại gia hiền hộ bồ tát thiện tư duy bồ tát huệ liên tài bồ tát quán vô trụ bồ tát thần thông hoa bồ tát quang anh bồ tát bảo tràng bồ tát trí thượng bồ tát tịnh căn bồ tát tinh huệ bồ tát nguyện huệ bồ tát thương tương bồ tát bảo anh bồ tát trung tu bồ tát chế anh bồ tát giải thoát bồ tát là bậc thượng thủ các vị bồ tát này đều tuân theo hành nguyện của vô hiền đại sĩ thật hành vô lượng hành nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức và pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế đồng chứng Phật quan rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiển thuận theo thế gian phạm đem xuân đình huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đêm pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lấp mau tam dục gốc sạch câu uế hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh thuyên thuyên diệu ly tính công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca hình tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng lại như vậy đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền các thân máu như ánh chớp và tan lưới chấp toan vây ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên
đắc vô sanh vô diệt, vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tông trì, ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, chứng trăm ngàn tông trì tam muội. Vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đấng Phật, khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biện tài của Phật, vào hạnh nguyện phô hiện thông đà tiên, nói ca chúng sanh cai thì đặc tướng vũ trụ. Vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh, rồi vơi vạn vần tùy ý tự tại, với lung đạo phàm phu làm bạn, không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai. Hồ trì giống Phật kiến không dừng, phát rộng lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái trao phàm nhãn, đóng đường ác mở cửa lành, đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở. Cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ, quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt, không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại Bồ Tát Như vậy. Đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo, 7000 vị ưu bà tắc, 500 vị ưu bà di, và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm, chúng đồng đến giữa đại hội. Phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi, bây giờ đứng Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng, oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ, và pháp Tôn giả đang liền tự suy nghĩ. Ngày nay đứng Thế Tôn hiện sắc tướng, nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi từng thấy, thật là hy hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kịch áo vai hương quỳ gối chân tay bành đứng phân rằng: bạch đứng Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có oai thần hiển diệu. Thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đứng Phật bảo Tôn giả thay ông, vì thương xót lời lạc cảnh chúng sanh, mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông: hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc ngã la bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông. Hôm nay mà đường độ thoát này A Nan Như Lai, vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời, tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm
Hiếm khi xuất hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rằng lớn nan nền biển đi chánh gia của Như Lai rất có suy lường, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các căn không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thắng, tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức phật xuất thế hiệu là thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cùng đàng chánh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật thế tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh, bèn trao mỗi vua theo phẩm xuân gia làm sa môn hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng. Định huệ tâm thường kiến cố băng động tu hành tinh tấn đến trước đứng phần đành lệ quỳ gối chắp tay tảng thang phát đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông hiểu lại hay hiền sáng thân đèn để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành phật có tiếng tốt đưa pháp mà đến vô biên cõi thuyền dương pháp giới định tinh thần thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng vòng đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhiều tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dường hằng sa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh gia nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thù thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an là thường vẫn từ tâm cứu hữu tịnh độ vô tận ước biên chúng
tình kiên cố tu. Xin Phật Thánh tri chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ, nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phần thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác, giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành chứng sanh gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước, con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây. Tất cả đều hơn cả cõi Phật khá có đường chẳng đứng Phật thế gian tự tại vương liền nói với phàm tăng rằng: Thí như có người lượn nước biển trải qua nhiều kiếp, còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn công dân quyền sẽ được kinh qua vậy thì nguyện gì mà chẳng thành. Người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tình coi phần, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được, cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện, con mới được viên mãn. Đừng vào thế gian tự tại vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tạng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thân nơi ca cõi xấu đẹp thiện của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính cần cầu tiếng kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật không đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện.
Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng bạch đứng Thế Tôn cuối sinh đứng Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đàng chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ác, cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng ròng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng trần tân ca đồng một dung nhan, nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời cứ lai hiện tại, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hành
lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thể không thành chánh giác, ngồi trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chung Bồ Tát liền đến tìm đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thối lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc. Đều được hỏi ý nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con, lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, màng chung không lạc vào ba đường ác. Liền sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng pháp tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca gọi chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thụ thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nước con tâm trụ vào chánh định không còn nhiễm não tâm được mất em. Hương thọ an là như tỳ kheo lầu tận, nếu còn khơi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh gia. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rộng nói các pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất
chúng sanh bổ xứ, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền thúy sanh vào thế giới khác hành lìa tha thu hoặc thích thuyết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước, con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng vào trong cõi nước, con đều trang nghiêm tánh tình sáng chói, hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vẫn vâng. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nước, con cao trăm ngàn gió tuôn cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cùng có thể biết rõ, nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ thì thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu cá cao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hành, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành và các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình. Thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bản Bồ Tát ở thế giới khác nghĩa dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bấm thôi chuyển thề không thành chánh giác.